Sáng 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Cùng dự họp có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong cuộc họp sáng nay, các thành viên ban chỉ đạo nêu nhiều vấn đề về tiếp tục hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, Đồng Nai đã phê duyệt gần 984 tỷ đồng hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ, trong đó đã chi hơn 785 tỷ. Hiện còn khoảng hơn 113.000 người lao động đã được phê duyệt nhưng chưa chi hỗ trợ. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, vấn đề xét duyệt các trường hợp hỗ trợ có thể liên quan đến các trưởng khu phố, thôn ấp. Việc nhận đơn, trả đơn cho người dân phụ thuộc vào tổ trưởng, song nhiều người không nắm rõ quy định pháp luật, thậm chí không phát đơn mẫu cho người dân, gây bức xúc. Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng cần giải quyết nhanh cho người dân. Trường hợp nào không được hưởng thì giải thích để người dân rõ. Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu kỹ để tham mưu trên cơ sở cân đối khả năng ngân sách địa phương, tính toán để hỗ trợ thêm cho các hộ dân khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đặc biệt lưu ý việc hỗ trợ người dân theo nghị quyết 68. Lãnh đạo các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ người dân, không để xảy ra tình trạng mỗi nơi là một kiểu, người dân không biết mình có được hỗ trợ hay không hoặc chậm được hỗ trợ. Có những cái cảnh mà tôi trực tiếp tôi thấy ở trong một cái khu nhà trọ mà không có ánh nắng mặt trời thật, mà cũng không nghĩ cách nào để ra, để mở ra để có ánh nắng. Ở trong đó ba tháng không tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Nói như thế là tôi không nói cái phòng nó bao nhiêu người, mà phòng khoảng 12 mét vuông. Và hỗ trợ thì có người nhận, có người không, chủ yếu là nhận bằng quà là có đủ gạo, các loại thực phẩm thiết yếu khác thì có. Nhưng mà các đồng chí hình dung ra, nếu mà chúng ta cứ theo cách cũ chúng ta làm thì chúng ta hóa thân thành những người được ở trong điều kiện đó đi, chúng ta có chịu được hay không? Thương dân hay không thương dân là ở từ lúc này đây. Đáng ra chúng ta phải làm sớm hơn, nhiều hơn nữa. Trước đoạn trước chúng ta bận nhiều cái về chống dịch rồi thôi, chúng ta cũng lo, vừa lo công nhân, đời sống người dân, vừa chống dịch. Nhưng hôm nay là cái dịch nó đỡ đi một tí rồi tập trung nhiều hơn nữa cho công nhân, cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý các khu công nghiệp rà soát doanh nghiệp trong khu công nghiệp thời gian vừa qua đã tạm ngừng hoạt động mà không được hỗ trợ cho người lao động để lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Kể cả những doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng cần xác nhận danh sách để được nhà nước hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá tình hình dịch bệnh hiện đang được kiểm soát nên ngành giáo dục cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường. Kết luận cuộc họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu khi thực hiện hỗ trợ theo nghị quyết 68 cần đảm bảo công bằng, quán triệt lại để lo cho dân một cách đồng bộ, không để chỗ này có, chỗ kia không, vì nếu vậy sẽ không an dân được. Tôi tiếp cận với công nhân nghèo, họ nói chú ơi con không có đói nữa. Mặt trận cho gạo, cho nhu yếu phẩm, con không có đói. Nhưng mà con cần tiền. Tiền với con vừa quan trọng, con vừa trong túi còn có 50 ngàn. Con chờ mãi cái 68 để có tiền mua sữa cho con, rồi mua cái này cái kia mà đâu có khai với chú được. Những cái vật dụng trong gia đình cho gia đình con phải có tiền mới mua được, chứ nhà nước đâu có cấp, đâu có hỗ trợ không có đó. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, sở ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thông tin cho doanh nghiệp nắm chủ trương của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với chủ trương. Các quy định về xét nghiệm tại doanh nghiệp cần tính toán sao cho hiệu quả và tránh lãng phí. Về việc cho học sinh trở lại trường, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần chuẩn bị tâm thế cho cả xã hội để khi triển khai đi học lại không bị gấp gáp, bị động. Nếu đủ điều kiện chúng ta bắt đầu học ngày 1 tháng 11. Còn nếu chưa đủ điều kiện tiếp tục kéo bao nhiêu ngày nữa là do chúng ta tiếp tục chúng ta xem xét. Nhưng mà cái tâm thế cho học trò, tâm thế cho giáo viên, tâm thế cho phụ huynh, tâm thế cho cả xã hội để chuẩn bị cho bình thường hóa và học trò đi học trở lại là rất quan trọng.
và công tác chuẩn bị của cả xã hội chúng ta chuẩn bị cho trẻ trở lại trường là một công việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ để chuẩn bị cho ngày trở lại trường là phải hết sức chu đáo. Theo báo cáo của Sở Y tế, những ngày qua số ca mắc COVID-19 mới đang giảm từng ngày. Tỉnh đã tiêm mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và đang tiếp tục tiêm mũi 2. Đồng Nai cũng sẽ rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca xuống còn 6 tuần. Nếu thời gian tới Bộ Y tế cấp đủ số vaccine mà tỉnh đề nghị, thì dự kiến đến giữa tháng 11, Đồng Nai sẽ phủ đủ 2 liều cho người từ 18 tuổi trở lên.